Giải thưởng của tôi từ trên trời rơi xuống. Rơi đâu không rơi, tại sao rơi trong nhà của tôi vậy? Thế giới bất ngờ, một người lạ bỗng làm cha, thì điều gì sẽ xảy ra? Chăm lo các con đến tuổi già, rồi từng ngày pha lốt xa. Ôi tôi nghĩ suy sao mệt quá. Có lẽ ông trời chẳng buộc mình phải bỏ rơi, để từng ngày tiếng à ơi, bên nhau sống hôm chẳng thể rời. Vì nhà mình là ở đây, nơi sinh các con chẳng phải trời cao. Sẽ mãi bên cha dù rằng đôi khi cha hay trách con, cha hay mắng là. Thì rồi khi ta trong một nhà hiểu lầm thì sửa bỏ qua. Ở đâu đó thế giới quen ta, hạnh phúc cũng chính là quà. Nào mình cũng sẽ chỉ thêm cười hà ha. Mãi ở bên cha dù chẳng rời xa chắc con chúng ta. Nhất định mình phải là một người cha văn minh, một người cha hiện đại. Tại vì con mình bây giờ nó đang rất cần một người ở bên cạnh. Thì có sao đâu bà ơi, bầu bí thì vậy thôi chứ sao. Không nghén thì cũng kỳ lắm. Thấy chưa, bây giờ nó tâm sự với bạn bè nó cái chuyện đó luôn rồi. Đang căng mà bé bà làm chuyện đó nơi công cộng luôn á hả? Nhưng mà càng đông càng vui chứ sao? Ok, quyết định vậy đi ha. Ba. Phương. Phương ơi là Phương. Tại sao con lại giấu ba? Hả? Tại sao con lại dám làm cái chuyện đó? Ba biết hết rồi hả ba? Biết sao không biết? Bây giờ con nói thiệt cho ba nghe. Con làm cái chuyện đó hồi nào? Thì hồi lúc mà đi học thêm á, tụi nó rủ con, cho nên con làm. Nó rủ cái con đồng ý liền vậy đó hả? Tại sao con không biết từ chối? Bây giờ con nói thiệt lần nữa cho ba nghe nè, con làm cái chuyện đó ở đâu? Thì sắp tới là con làm ở nhà thi đấu nè. Nhưng mà con thề, đây là lần đầu tiên con làm chỗ đó chứ mấy lần khác hả? Thì con làm nơi công cộng không à? Với lại á, mới đầu con làm con thấy ngại lắm, nhưng mà lúc sau thấy vui là vui luôn. Cho nên là vui nữa hả? Cho nên con tính. Tính gì? Con tính là làm xong quay phim luôn á ba. Tao không ngờ là mày bệnh hoạn như vậy luôn á. Bữa nay tao phải đánh cho mày chết. Gì á ba? Con gái hư đốn rồi, đứng lại đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy anh? Cái gì vậy? Đứng lại đó không? Qua đây, đứng lại đó không? Ba. Cái gì vậy? Có chuyện gì bình tĩnh từ từ nói, làm như đánh con vậy? Bà hỏi nó đi. Nó quá đáng lắm rồi. Trời ơi, nó dám làm cái chuyện đó nơi công cộng. Rồi nó dám làm với lại nguyên một đám luôn, không phải là bệnh hoạn không? Có gì đâu, bây giờ anh bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện. Chứ tự nhiên anh sồn sồn lắm vậy. Tôi không có bình tĩnh được. Bà đâu phải là mẹ của nó đâu. Bà đâu không bình tĩnh như tôi được, đúng không? Anh nói gì kỳ cục vậy? Con anh thì cũng như con em. Tự nhiên bây giờ có chuyện anh phân biệt là phân biệt sao? Tôi phân biệt vậy đó. Tôi ngang ngược vậy đó. Vì vậy tôi mới là một người cha tồi. Tôi không biết cái dạy con. Cho nên con nó làm cái chuyện nó bôi trôi chất cháu mặt tôi. Tôi đi, tôi không ở trong cái nhà này nữa. Anh cái gì vậy trời? Phương, sao vậy con? Sao mọi chuyện ra nông nổi như vậy hả Phương? Hả? Bây giờ con mới nói cho cô biết là có chuyện gì, như thế nào cụ thể. Bộ ba con ghét con lắm hả cô? Nói cái gì tầm bậy tầm bạ vậy? Ba nào mà ghét con, ba thương con mà. Không có đâu. Không có ba nào thương con mà chửi con như vậy hết trơn á, còn đánh con nữa. Không có ba nào thương con á mà con làm việc gì cũng không ủng hộ con hết trơn á. Cô có biết con mới đi tập kịch thôi à, vậy mà ba con làm ầm beng hết trơn. Sao mà con bỏ nhà đi nữa. Thôi. Nhưng mà tập kịch là tập kịch cái gì? Đang hỏi vấn đề khác mà trả lời tập kịch là sao con? Thì bữa giờ là con đi tập kịch suốt 3 tuần nay, cho nên con mới mất ăn mất ngủ nè. Xong con đau dạ dày rồi con còn bị trễ kinh nữa. Là tập kịch. Bữa giờ con tập kịch. Rồi cái chuyện mà hôm bữa con hỏi cô là sao?
Thì tại vì á, cái vai diễn của con là một bà mẹ trẻ mang thai, cho nên con mới hỏi cô giáo thiệu mang thai để con biết mà con diễn cho đúng á. Nhưng mà con thấy con diễn hay không? Con nhỏ này thiệt tình luôn á. Là bữa giờ tập kịch thôi hả? Ừ. Trời ơi, con diễn hay quá. Con diễn một cái bây giờ thấy không? Con đẩy gia đình mình gọi là bi kịch cao trào luôn rồi đó thấy không? Trời ơi, tập kịch sao mà không nói với cô với ba để ra nông nổi vậy? Tại vì mới đầu là con tính để cho cô với ba con bất ngờ, xong rồi chừng nào tới ngày thi con mới kêu cô với ba con đi ủng hộ. Nhưng mà ai về giờ. Trời ơi, bất ngờ lắm luôn á. Bất ngờ mà đứng tim luôn á. Tại sao? Người lớn lúc nào cũng nghĩ xấu về con nít hết. Tụi con đủ tuổi để tự bảo vệ mình mà. Nổi đó hết trường á. Cho lon bia đi chủ quán ơi. Đây là quán cà phê không có bia, muốn uống bia ra quán nhậu. Vậy là tôi vô lộn quán. Vậy thôi cho tôi ly cà phê uống cho nó qua cơn mê đi. Cậu này cũng vanh vẻ nhỉ, mà tôi trông cậu cũng là lạ, hình như là mới chuyển đến sống ở đây đúng không? Chờ xíu. Ba, lỡ một ngày nào đó con bị bạn bè bắt nạt thì sao? Con gái ba khờ, chuyện đó không bao giờ xảy ra. Bởi vì con gái ba rất là thân thiện và rất là tốt bụng. Mà ủa ba ơi, lỡ một ngày nào đó con lỡ làm ba giận thì sao? Chuyện đó không bao giờ xảy ra con. Bởi vì con gái ba rất là ngoan ngoãn và rất là nghe lời ba. Con cảm ơn ba. Đây, nước của con nè. Ba. Rồi, bây giờ kể cho ba nghe coi. Hôm nay con chuyển trường mới có gì vui không? Trời, vui lắm luôn á ba. Ba có biết nhà hôm nay con chuyển qua trường mới. Ê, đợi ba chút, ba có điện thoại. Alo, tôi nghe đây. Ủa vậy hả? Bị lỗi hả? Rồi rồi, để tôi sửa rồi tôi gửi qua liền cho. Chờ tôi chút nha. Rồi cái phần mềm mà ba gửi cho người ta đã bị lỗi, bây giờ phải sửa, ba gửi gấp cho người ta đi. Mà không sao đâu con gái, con cứ kể cho ba nghe đi, ba vẫn nghe được mà. Trời ơi, hôm nay nha, con chuyển qua trường mới mà trường của con đẹp lắm ba. Xong kiểu mà con bước vô trong lớp nha, con thấy có một cái thằng kia, trời ơi, nó học dốt kinh khủng luôn, mà lúc nào cũng tỏ ra ta đây là mình giỏi giang. Xong rồi con sửa lưng cho nó, quê quá trời quê luôn á ba. À, vậy hả? Vui ghê vậy đó. Thôi chắc không được rồi. Bây giờ ba phải chạy qua công ty gấp. Con cứ ở đây uống nước đi nha. Nè, đó, cầm lấy. Muốn ăn muốn uống gì thì cứ kêu thêm đi nha. Tại vì công việc ba gấp quá nên là ba phải đi liền. Vậy nha con gái. Nè, uống giùm ba luôn đi. Đôi tôi, một người cha tôi. Ông chửi ai vậy? Ba, bình tĩnh, bình tĩnh. Tôi chửi tôi mà. Tôi nói tôi là một người cha tôi. Trời ơi, cái quán này không một ngày bình yên. Xin lỗi anh với cháu ạ. Có chuyện gì mà vào quán tôi làm âm ĩ lên? Tôi đang buồn quá. Có bia không vậy? Cho tôi một chai bia đi. Đã nói rồi, quán cà phê không có bia. Không có thì thôi. Không có, nhưng mà khách muốn thì sẽ có.
Chú ơi, hình như là chú có chuyện gì buồn đúng không? Chú có cần con giúp gì cho chú không? Con muốn giúp chú hả? Trời ơi, con người ta kìa trời ơi. Đây, bia đây. Khách muốn là có. Quấn đi cho qua cơn mê nhá. Ok, cái cậu này làm cái gì đấy? Tôi là người đức hạnh nhá, mà không phải làm thế ở nơi công cộng nhá. Tôi đang rất là cần một người ở bên cạnh để mà gỡ rối tơ lòng cho tôi, tư vấn tình cảm cho tôi. Nhưng mà tôi rất bận và tôi không có rảnh. Bận thì thôi. Ừ thì có gì nói nghe nào. Nếu như một ngày nào đó đột nhiên anh có bầu, anh sẽ như thế nào? Ghê quá. Đàn ông làm sao có bầu được? Tôi nhớ có một bộ phim nói về đàn ông có bầu. Cứ cho là như thế đi, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên tôi nghĩ là như thế này, cứ cho là có bầu đi thì đẻ, có gì đâu. Tôi là một người đức hạnh, tôi sẽ đẻ không phá. Nhưng mà bầu hoang thì cũng đẻ. Vậy là anh đồng ý là giữ lại nuôi đúng không? Tất nhiên rồi mà. Thôi cái chuyện này ghê quá, không dám tưởng tượng đến nữa. Thôi nhá, thôi thôi, cậu uống một mình nhá, tôi đi rửa ly nhá. Rửa ly hả? À, thì bận thì đưa rửa ly đi. Thôi được, ly từ từ rửa. Giờ thì uống vậy. Trời, vụ gì vụ gì? Trời ơi, người đàn ông yếu đuối mà bữa nay dám uống bia hả? Im, đừng xúc phạm tôi. Tôi đang ngồi đây nghe khách của tôi chút màu tâm sự. Cái gì đâu yêu với mạnh gì ở đây? Hãy ngồi đây nghe người đàn ông này chút bầu tâm sự để qua cơn mê thì sẽ hiểu vì sao chúng tôi lại ngồi đây uống bia. Không được, mấy bữa nay đường lên uống bia không được. Là sức khỏe không tốt đúng không? Đúng, đường rồi. Lên không uống bia được vậy thì thôi. Biết gì chưa? Chưa. Một tiếng đồng hồ lắng nghe, một tờ xanh bỏ túi. Tiếng đồng hồ nghe tâm sự, một tờ này bỏ túi. Được, 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 được. Mấy bữa nay là kiên kiên lên đường nó hạ rồi. Uống được, uống được. Vậy vậy kêu thêm người tới nghe tâm sự được không? Cứ kêu hết cả xóm mình tới cũng được. Vậy vậy hả? Rồi, rồi, rồi. Alo. Mai ơi đừng cha sẽ chẳng rời xa cho con chúng ta phong bao bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và chẳng sẽ mãi mãi chờ chờ.